Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Là một trong nhiều tựa game mobile khai thác đề tài MU Online sinh sau đẻ muộn tại thị trường Việt Nam, song MU Awaken VNG đang ngày càng khẳng định vị thế vững chắc của mình trong lòng cộng đồng mến mộ. Đồng hành cùng làng game Việt từ năm 2018 tới nay, sản phẩm vẫn luôn nằm trong top MMORPG dẫn đầu thị trường, đặc biệt đối với dòng game MU vốn không còn xa lạ đối với đông đảo người chơi. Không giống các tựa game ăn theo MU với lối chơi hời hợt, hình ảnh nhạt nhòa trên di động khác, ngược lại, MU Awaken VNG có một nền tảng gameplay vững chắc, cùng với đấy là lớp áo đồ họa full 3D quá đỗi đẹp mắt. Chuẩn web gen, đúng chất MU Online, ít lai tạp nhất, chính là cụm từ ngắn gọn nhưng chuẩn xác khi nhắc đến chất lượng của MU Awaken. Đó là chưa kể tới việc tựa game này còn không ngừng tự làm mới bản thân với rất nhiều phiên bản cập nhật định kỳ mỗi quý, mang đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho game thủ. Đến hẹn lại lên! Cộng đồng người chơi MU Awaken VNG lại một lần nữa háo hức chờ đón đại tiệc sinh nhật 3 tuổi, đánh dấu cột mốc trọng đại trong quá trình phát triển của trò chơi. Và để đốt nóng bầu không khí lễ hội thêm phần náo nhiệt, nhà phát hành VNG đã tung ra chuỗi sự kiện hấp dẫn đi kèm những phần quà giá trị như quà sinh nhật đặc biệt, tượng nhân vật Dark Knight, USB MU Awaken, áo thun, thẻ dinh, dương thiên sứ bậc 10. Theo đó, bắt đầu từ 16 giờ ngày 11 tháng 11 đến 23 giờ 59 phút ngày 11 tháng 12 năm 2021, người chơi sẽ được tham gia vào các sự kiện như vòng quay sinh nhật, thắp nến nhận quà và người cũ trở về, với thể lệ tham dự vô cùng đơn giản, chia đều cơ hội cho tất cả mọi người. Cụ thể, mỗi ngày bạn chỉ cần đăng nhập vào tài khoản MU Awaken VNG là sẽ có một lượt quay để tham gia quay thưởng vòng quay sinh nhật tại trang chủ của game. Để nhận thêm lượt quay, người chơi chỉ cần chia sẻ vòng quay may mắn lên trang cá nhân ở chế độ công khai. Bạn cũng có thể nạp trên webpay mỗi 50k để nhận được thêm một lượt quay, không giới hạn nạp mỗi ngày. Thêm vào đấy, mỗi người chơi có nhân vật đạt mốc level yêu cầu sẽ nhận được lượt quay tương ứng. Đối với sự kiện thắp nến nhận quà, người chơi tham gia bằng cách dùng lượt quay tham gia vòng quay sinh nhật. Khi tổng số lượt quay của tất cả người chơi đạt các mốc 20k, 40k, 80k, 120k, 200k thì người chơi toàn server sẽ nhận được các phần quà tương ứng. Đại tiệc sinh nhật 3 tuổi lần này còn rất ưu ái cho những cựu game thủ quay trở về chung vui thông qua sự kiện người cũ trở về. Cụ thể, người chơi có nhân vật đạt VIP 3 trở lên và không đăng nhập vào trò chơi trước ngày mùng 1 tháng 11. Khi tiến hành tạo nhân vật ở các server từ 232 đến 236 sẽ nhận được các phần thưởng đặc biệt. Được biết, đây mới chỉ là màn khởi động của chuỗi đại tiệc sinh nhật 3 tuổi. Khi vào giữa tháng 11 này, MU Awaken VNG còn chiêu đãi người chơi một phiên bản big update với nhiều nội dung mới siêu hấp dẫn nữa. Đảm bảo càng chơi, cộng đồng càng nhận được thêm nhiều niềm vui, thỏa sức khám phá, tận hưởng bầu không khí cây MU sôi nổi ngay trên giấy yêu. Chỉ độc quyền ở AFK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Quá tới thế cao, cho những